Việt Long và chương trình truyền hình Thế giới trong tuần cùng Thanh Quang và Gia Minh kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay 9.000 tàu cá của Trung Quốc trở lại Biển Đông vào ngày mà lệnh hoãn đánh cá của Bắc Kinh chấm dứt. Như vậy là Việt Nam lại gánh thêm một đòn nữa của nước láng giềng 16 chữ vàng sau khi nước này đã thiết lập hệ thống hành chính quân sự và tư pháp cho thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Hôm qua thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực Biển Đông và phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nào vào vùng này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng là Đại tá Cảnh Nhạn Xanh còn tuyên bố rằng hệ thống tuần tra sẵn sàng chiến đấu thông thường đã được thiết lập tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Thế vì sao mà Trung Quốc có những hành động quyết liệt như vậy vào cùng một lúc trong thời gian này, thưa anh Thanh Quang? Thưa anh Việt Long và thưa quý khán giả, cần nhắc lại thêm là trước đó thì hôm 23 tháng 6, Trung Quốc đã gọi thầu 9 lô dầu khí ước đoán mà nằm hẳn trong vùng kinh tế, lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Rồi ngày 12 tháng 7, 30 tàu cá Trung Quốc gồm cả tàu tiếp vận đã đến tận Đá Chữ Thập ở Trường Sa để đánh cá. Trung Quốc làm rầm rộ các cơ sở của Tam Sa ở đảo Phú Lâm cùng lúc với lời loan báo chuẩn bị tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa. Và ngày 26 tháng 7 thì tàu cá của Việt Nam lại bị tàu lạ đâm chìm. Thì tất cả những hành động đó cùng với cuộc ra quân đánh cá hôm nay là trong kế hoạch tung ra một chuỗi hoạt động liên hoàn để phản ứng quyết liệt với bộ luật biển của Việt Nam được ban hành vào ngày 21 tháng 6, anh Việt Long. Tôi xin tiếp lời anh Thanh Quang ở đây. Những cái hành động về việc thiết lập các cơ sở cai trị từ cái gọi là thành phố Tam Sa là cái việc nghiêm trọng nhất. Các anh thử nghĩ tại sao Bắc Kinh phải rêu rao ngay cái việc bổ nhiệm tư lệnh quân sự và chính ủy Tam Sa, nhất là việc xây nhà giam để nhốt ngư dân Việt Nam. Bắc Kinh nhất quyết làm mất mặt Hà Nội là để chà đạp luật biển của Việt Nam và cương quyết xác định chủ quyền sai trái của họ ở Biển Đông. Ngoài ra tôi nghĩ rằng Bắc Kinh cũng còn mục đích không kém quan trọng là phản ứng với những hoạt động của Hoa Kỳ về Việt Nam, trong đó có những chuyến thăm của hai nghị sĩ từ đầu năm nay, của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hồi tháng 6, rồi những chuyến viếng thăm công tác của tàu hải quân Mỹ và của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Việt Nam hồi tháng 7, với những tuyên bố ngụ ý bênh vực Việt Nam, tuy Hoa Kỳ xác định không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Thưa hai anh ạ. Tôi thấy rằng Việt Nam đã có những phản ứng mạnh mẽ về ngoại giao, trong khi người dân cũng sôi sục tinh thần chống Trung Quốc bằng những cuộc biểu tình và những lời phát biểu trên hệ thống truyền thông giao tế xã hội mà chúng ta gọi là lề trái. Trong khi đó thì tập đoàn dầu khí Ấn Độ ONGC đã có một hành động rất ngoạn mục là tuyên bố quay lại tiếp tục thăm dò lô dầu khí ước đoán số 128, là lô mà đã bị Trung Quốc mời thầu chồng lấn cho tới lô 132. Chủ tịch Việt Nam là ông Trương Tấn Sang đi Nga nói chuyện kinh tế và từ đó có tin đồn về việc Nga có thể trở lại Cam Ranh. Thì hai anh nhận định ra sao về tình thế như vậy? Những sự kiện mà anh Việt Long vừa nói đó cho thấy một thái độ lạ lùng của chính quyền Việt Nam, mà nói là thái độ lưng chừng cũng vẫn chưa đủ nghĩa. Hà Nội đã cho biểu tình một cách đầy miễn cưỡng, trong khi Sài Gòn thì chỉ được một lần ngắn ngủi rồi sau đó dứt hẳn. Những người bị giam tù hành hạ thì vì mà chống Trung Quốc cũng vẫn bị giam nhốt không nương tay, trong khi những người bất đồng chính kiến thì tiếp tục ra tòa lãnh những bản án nặng nề. Ách đàn áp vẫn ám ảnh khủng khiếp khiến xảy ra vụ tự thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần. Rõ ràng là ngoài mặt thì trên bình diện ngoại giao thì Việt Nam tỏ ra chống Trung Quốc. Thế nhưng mà bên trong thì vẫn cứ vuốt ve Bắc Kinh và đề phòng nghiêm ngặt cái gọi là diễn tiến hòa bình. Như vậy là sao? Tôi không hiểu được cách hành xử đó của Hà Nội. Trong khi Việt Nam đang cần một lòng đoàn kết, ít nhất là cũng cần chứng tỏ là toàn dân mình sôi sục chống Trung Quốc xâm lược dưới mọi hình thức và sẵn sàng hy sinh, như ta vẫn nghe lên tiếng ở báo Lề Trái, anh Việt Long. Tôi cũng có cùng cái thắc mắc giống như của anh Thanh Quang vậy, thưa hai anh ạ. Nếu trước đây nói là phải trấn áp công luận để vuốt ve Trung Quốc và giải quyết ngoại giao hòa bình thì nghe khó lọt tai, nhưng còn miễn cưỡng mà hiểu được. Nay đã ở vào thế không thể lùi bước nhưng vẫn khống chế người dân thì để mà làm gì? Tôi không giải thích được gì hơn rằng đó là sự bối rối mất phương hướng về chiến lược, vì dung dăng giữa lợi ích chủ quyền lãnh thổ của quốc gia và lợi ích thống trị của đảng cầm quyền. Ngoài ra trên bình diện quốc tế thì tôi thấy Moscow đã cải chính lập tức những điều mà tướng tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov nói vào hôm ông Trương Tấn Sang đến thủ đô Nga hôm 26 tháng 7 là Nga đang tìm cách để hải quân Nga đồn trú ở những căn cứ tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam, Cuba và Seychelles. Thì ngay hôm sau, Bộ Quốc phòng vội vã cải chính là ông tướng hải quân chưa bao giờ nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti và còn nói rằng phóng viên đã đưa tin giật gân, thất thiệt. Thưa tôi thì tôi cho là ông tướng Viktor Chekhov hẳn nhiên là đã có nói điều gì đó về các căn cứ nước ngoài. Nhưng mà tin tức bị tiết lộ như vậy có thể khiến Trung Quốc có đối sách ngăn chặn, gây bất lợi cho Nga về ngoại giao và chính trị. Cho nên Bộ Quốc phòng Nga buộc lòng phải cải chính thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng việc mà Nga có thể trở lại Cam Ranh dù sao cũng là một việc có xác suất xảy ra rất thấp. Nhưng còn Hoa Kỳ đối với Cam Ranh thì sao anh Thanh Quang? Tôi nghĩ là Hoa Kỳ chưa quyết định và chờ xem đường lối chính sách của Việt Nam ra sao.
giữa ngã ba đường, một ngã là cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và vì quyền lợi thiêng liêng của Tổ quốc, còn ngã đường kia đó là quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn được muôn năm trường trị trên giải đất của Việt Nam. À, anh Gia Minh có thể vui lòng đưa ra một đề nghị mà anh cho là Việt Nam cần phải làm cho lúc này. Vâng, theo tôi thì lúc này Việt Nam khó lòng mà ngồi đó mà trông chờ ở nước ngoài, mà phải siết chặt đoàn kết toàn dân để chuẩn bị một trận chiến ở Biển Đông vào giữa năm tới trở đi, khi mà Bắc Kinh dồn quân trên biên giới phía Bắc. Trong khi đó thì phải vận động mọi sự trợ giúp của nước ngoài, từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Liên bang Nga. Những nước đó đều có quyền lợi thiết yếu ở Biển Đông, như Nhật Bản, Hoa Kỳ, hay quyền lợi thiết thực ở đó như Ấn Độ, Liên bang Nga. Ngoài ra còn có Australia rất quan tâm đến Thái Bình Dương. Khi thế trận sẵn sàng thì có hy vọng Trung Quốc sẽ chung tay. Và nếu Bắc Kinh cứ tiến tới chiến tranh thì Việt Nam phải đủ lòng, đủ sức để bảo vệ Tổ quốc. Khi toàn dân một lòng và có đủ vũ khí đương đầu thì Việt Nam thường là chiến thắng, như lịch sử đã chứng minh, thưa hai anh ạ. Vâng, xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị tiếp tục tuần sau.